Vâng, thưa quý vị và khán giả, liên quan đến vụ án tử tù Hồ Duy Hải, Công an Long An nói vì sao không đưa Nguyễn Hữu Nghị vào hồ sơ. Theo như báo lao động đưa tin ngày 16 tháng 5 năm 2020, nguồn tin như sau, không biết bắt nguồn từ đâu trong kỳ án Hồ Duy Hải ở Bưu Điện Cầu Voi, người ta hay nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Nghị ở xã Tân Hội, thị xã Cai Nậy, tỉnh Tiền Giang như là nghi phạm đầu tiên khi xảy ra vụ án. Sự thật không có ai là Nguyễn Văn Nghị ở địa chỉ trên mà chỉ có Nguyễn Hữu Nghị ở xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thông tin từ người có trách nhiệm của công an tỉnh Long An cho biết sau khi xảy ra vụ án làm chết hai nữ nhân viên bưu điện cầu voi ngày 13 tháng 1 năm 2008, cơ quan điều tra xác định có một đối tượng tên là Nguyễn Hữu Nghị, cư ngụ ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An, có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân. Nê tờ A H, đó là viết tắt thưa quý vị và các bạn. Nên cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc lần đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 2008. Ngay sau khi xảy ra vụ án, theo biên bản ghi lời khai của Nguyễn Hữu Nghị và qua xác minh những nhân chứng vào thời điểm xảy ra vụ án khoảng 19 giờ 30 ngày 13 tháng 1 năm 2008 nghị ở tại nhà cùng uống cà phê và đánh bài với hai người hàng xóm. Đến 21 giờ họ mới về nhà, sau đó cơ quan điều tra còn tiếp tục làm việc với Nguyễn Hữu Nghị đồng thời xác minh thêm để đi đến kết luận nguyễn hữu nghị không liên quan đến vụ án nói về lý do không đưa hồ sơ nguyễn hữu nghị vào vụ án người có trách nhiệm của công an long an cho rằng qua lời khai và chứng cứ xác minh cho thấy nghị ngoại phạm rất rõ không liên quan vụ án nên cơ quan điều tra không đưa vào hồ sơ vụ án tuy nhiên hồ sơ của nguyễn hữu nghị vẫn được lưu giữ như là hồ sơ nghiệp vụ tại cơ quan điều tra công an tỉnh Long An. Về thông tin cho rằng Nguyễn Hữu Nghị chứ không phải Nguyễn Văn Nghị đã đi nước ngoài, phóng viên lao động đã tìm đến tận nhà của Nguyễn Hữu Nghị ở xã An Vĩnh Ngãi để tìm hiểu và được biết hiện Nghị vẫn còn đang ở địa phương sống với mẹ và đang làm nghề dịch vụ du lịch và bán bảo hiểm xe. Những người hàng xóm cho biết gia đình Nghị sống bình thường như bao nhà nông khác, tôn trọng pháp luật, không thấy có bà con làm lớn. Như lao động đã thông tin, sáng 14 tháng 1 năm 2008, người đưa thư phát hiện hai nữ nhân viên của bưu điện cầu voi nằm chết tại nơi làm việc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã thẩm tra xét hỏi nhiều người có quan hệ tình cảm quen biết với hai nạn nhân nhưng không thấy ai có dấu hiệu là hung thủ của vụ án. Khoảng 2 tháng sau, Hồ Duy Hải bị bắt và bị cho là hung thủ của vụ án. Cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải về tội giết người, cướp tài sản. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là toàn bộ thông tin của báo lao động đã đưa tin ngày 16 tháng 5 năm 2020. Thì qua đây mình xin chia sẻ tới toàn thể quý vị và các bạn được biết tại sao vụ Hồ Duy Hải, công an tỉnh Long An lại không đưa Nguyễn Hữu Nghị vào hồ sơ vụ án. Đó là toàn bộ thông tin từ báo lao động pháp luật và đời sống đăng tin ngày 16 tháng 5 năm 2020.